Này là cải đai con. Mình sẽ gọt nó ra còn nữa. Giờ mình sẽ cắt nó ra. Cắt vỏ ra chứ. Peel the daikon. Cái này gì đang thui gấm vậy? What the heck? Không biết cái này hư cái gì đó, nó đang thui vậy. What the heck is this? What is wrong with this daikon? It's not black. Kỳ quá. Kỳ quá. Not sure if that's mold or I don't know what this is. Đen thui ghê quá. Dính gì mà đen thui không biết nữa. Rửa ra. Không biết dính gì mà đen thui luôn. Cái này hư rồi. Cái này hư rồi các bạn. Mình bị lỗ rồi, mình đi vô chợ mình mua cái này mình tưởng đâu nó hay quá mà nó dính cứt, không dính gì nó đang thui vậy. Thấy không? Thấy không các bạn, nó dính gân nó dính gì vậy? Cái này là gì không biết nữa. Okay. Ok các bạn, mình đã gọt ra hết mấy cái đồ gốm đang thui rồi. Giờ mình sẽ qua đây. Mình sẽ qua đây, mình sẽ cắt tiếp. Sẽ xào cái này lại. Giờ mình sẽ lấy tôm mình sẽ nhận vô luôn. Shrimp, fresh shrimp. There we go. Giờ mình sẽ chấm nó lại. Ok, chút nữa mình sẽ đi coi lại nha. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Chia sẻ.